Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì chúng ta thường xuyên gặp phải cái vấn đề, đó là nhà vệ sinh nó bị hôi, nhà vệ sinh nó có mùi khó chịu đó. Thì chính vì như vậy mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện nó có khả năng giúp khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đó. Thì các bạn nghe có vẻ nó hơi lạ tai một xíu, là mạch điện làm sao có thể là khử mùi hôi được, đúng không các bạn? Thì mạch điện nó cực kỳ đơn giản luôn, mình đã vẽ thế này rất là rõ đó, mạch điện nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay thực tế cho các bạn xem cái mạch điện nó như thế nào, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ráp cái mạch điện này. Mạch điện này cực kỳ đơn giản luôn đấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Rồi, mình đang ví dụ ở đây là cái mạch điện mình đã ráp này. Và khi chúng ta vào nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ bật công tắc đèn cho nó sáng. Thì lúc bật công tắc thì quạt hút nó cũng hút, đúng không? Quạt hút nó cũng hút. Nhưng mà ở các cái mạch điện bình thường, người ta khi mà tắt công tắc đi á, thì quạt nó cũng tắt luôn. Cho nên mình gắn thêm cái con timer này. Thì khi mình tắt công tắc đi thì khoảng 15 phút sau thì con cái quạt này nó sẽ tắt. Và lúc đó cái mùi hôi ở trong nhà vệ sinh nó sẽ hút ra ngoài luôn các bạn. Đó là nguyên tắc như vậy. Còn bây giờ mình sẽ tắt cho các bạn xem nhé. Khi mình tắt này, quạt nó vẫn quay. Và hiện tại mình chỉnh 10 giây thôi. Đây, quạt nó vẫn quay. Để trong vòng 15 phút nó hút các cái mùi hôi ra. Thì lúc đó chúng ta vào sẽ không có còn thấy mùi hôi nữa. Đấy, sau 10 giây thì quạt tự động tắt. Đấy, rồi lúc đó chúng ta sẽ bật lên lại. Bật lên lại quạt hút tiếp. Đấy, rồi đi vệ sinh xong thì tắt này. Thì trong trường hợp quạt đang quay mà có người vào tiếp, có người vào tiếp thì quạt nó vẫn quay như bình thường. Như vậy nha các bạn. Đấy, như vậy thôi. Rồi, còn đây là cái sơ đồ mạch điện, mình sẽ chỉ rõ cho các bạn xem luôn nha. Trước tiên các bạn sẽ chụp cái sơ đồ mạch điện. Sơ đồ thì mình sẽ có ghi này, 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6. Còn này là 13, 14. Số 4, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đấy. Rồi, thì các bạn sẽ cứ đấu dây đúng theo cái sơ đồ. Và cái dây này này, 13 này là dây nớt này, tức là dây nguội. Còn đây là dây L màu đỏ, là dây lai, dây nóng các bạn. Còn đây là vị trí công tắc. Công tắc nó sẽ nối một dây vào chân số 12, một chân vào chân số 14. Đấy. Còn lại là vào chân số 8. Đây là chân số 5 của con đế timer vào quạt, và chân số 8 này từ con đế của rơ le vào đèn. Còn này là nớt chung nhé, nút số 7, nớt chung. Rồi các bạn sẽ xem trên thực tế. Con timer là con này, các bạn mua nó với giá khoảng tầm 150, rất là chắc. Dưới nó có 8 chân nữa các bạn. Đây, mình sẽ chiếu các bạn xem rõ luôn nha. Thì chân 7 này, 7, 8 này, 1, 2 này, ha, 3, 4, 5, 6. Thì sơ đồ mình cũng vẽ là như vậy luôn các bạn. Bây giờ đó, 1, 2, 8, 7, 3, 4, 5, 6. Các bạn cứ đấu đúng theo và cắm con này vào thôi. Nó có chiều cắm này, có cái khớp này, và đây có cái khớp này, chúng ta cắm vào thôi là được. Còn cắm ngược là không bao giờ được đâu nhé các bạn. Rồi tiếp theo là cái con rơ le, thì các bạn dùng con rơ le 220V, nó không có chân cắm luôn và không thể nào cắm lộn chiều được. Đây, các bạn sẽ thấy này, 9, 10, 11, 12 thấy không? Này là 13, 14 này, rồi này là số 4 này, mình đấu sẵn rồi. Còn trên là 5, 6, 7, 8, đó, tương tự như vậy. Đây, thấy chưa? Đó, 5, 6, 7, 8 y luôn nhé các bạn. Chân là chân ra đèn. Đấy, mình nối ra đèn. Rồi,
còn bên này là chân ra cái quạt. Đấy. Như vậy chia sẻ như vậy là rất là kỹ rồi đó. Còn đây là mình dây cấp nguồn này. Cấp nguồn này. Thay vì mình đấu vào chân số 13 bên này á thì đấu vào đây luôn. Cũng vậy nhá. Đấu vào đây này, cũng tương tự như nhau thôi. Rồi. Mình hy vọng là các bạn có thể thực hiện được cái mạch điện này. Đó. Các bạn thấy clip hay thì tặng mình một like nhá. Rồi. Ok.